Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2024. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. FDA đã chuẩn thuận vaccine cúm đầu tiên có thể tự dùng ở nhà. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA vào hôm thứ Sáu ngày 20 tháng 9 chuẩn thuận một loại vaccine cúm đầu tiên, không cần bác sĩ hay y tá cho dùng mà có thể tự dùng ở nhà, theo CNN. Tuy nhiên, loại vaccine tên là FluMix này sẽ không kịp có cho mùa bệnh hô hấp năm nay. FluMix là thuốc xịt mũi của hãng dược AstraZeneca, được dùng để ngừa cúm ở Mỹ từ năm 2003 tới nay. Hiện tại, vaccine này chỉ được dùng ở tiệm thuốc Tây và cơ sở y tế khác cho người từ 2 tới 49 tuổi với điều kiện phải có toa bác sĩ và là vaccine cúm duy nhất không cần chích. Sau khi FDA chuẩn thuận FluMix vào hôm thứ Sáu, những người đó nay cũng có thể tự dùng vaccine ở nhà. Riêng trẻ em thì cần phải có người lớn giúp đỡ. AstraZeneca dự định bán FluMix để tự dùng ở nhà thông qua tiệm thuốc Tây thuộc bên thứ ba ở trên mạng. Tiệm thuốc Tây đó sẽ kê toa và gửi FluMix cho khách hàng sau khi kiểm tra họ có hội đủ điều kiện tự dùng vaccine này không. Hãng dược này dự trù bán FluMix qua mạng để tự dùng ở nhà từ đầu mùa bệnh hô hấp năm sau. Dùng vaccine mỗi năm là cách tốt nhất để ngừa bệnh cúm, căn bệnh mà rất nhiều người Mỹ mắc phải mỗi năm và có thể gây biến chứng nặng, bao gồm nằm bệnh viện và thiệt mạng. Bác sĩ Peter Marks là giám đốc trung tâm nghiên cứu và đánh giá thuốc sinh học của FDA cho hay trong một thông báo chuẩn thuận FluMix của cơ quan này. Trong mùa bệnh hô hấp 2023-2024, có ít nhất 35 triệu người Mỹ mắc bệnh cúm, 400.000 phải vào bệnh viện và 25.000 người đã chết, Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC ước tính. Mỗi năm CDC đều khuyến cáo dùng vaccine cúm cho mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, số người dùng vaccine cúm giảm dần. Năm ngoái, chỉ khoảng một nửa người lớn và trẻ em ở Mỹ đã dùng vaccine cúm. Cảnh sát Michigan đã nhảy vào xe đang chạy để cứu tài xế 63 tuổi. Một cảnh sát ở Michigan đã nhảy vào cửa sổ của một chiếc xe đang chạy trên xa lộ đông đúc để cứu một tài xế 63 tuổi. Theo NBC News, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội quay lại sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 9 tại Mount Clemens, ngay bên ngoài Detroit. Theo Sở Cảnh sát quận Macomb, hai viên cảnh sát là Nicole Merrin và Anthony Gross đã được điều động sau khi nhận được điện thoại về một tài xế lái xe bất thường trong khu vực. Khi đến hiện trường thì họ thấy chiếc GMC Sierra màu bạc đang lạng lách và đâm vào lề đường, nhưng chỉ lái chậm. Ngay tại thời điểm đó thì Merrin nhận ra có điều gì đó không ổn. Theo lời cô, tài xế không phản ứng và không đi quá nhanh hay cố gắng chạy trốn. Và cô phát hiện ra có lẽ tài xế đang gặp vấn đề về sức khỏe. Merrin và Gross lái xe song song với chiếc Sierra và thấy rằng tài xế đang bất tỉnh. Họ cố gắng đập vỡ cửa kính, dù không thành công, nhưng tài xế đã nghe tiếng động và tỉnh dậy để hạ cửa sổ. Merrin thực hiện cú nhảy táo bạo chỉ trong vòng vài giây. Khi đã vào được trong xe, thì Merrin đạp thắng và gọi hỗ trợ y tế. Tài xế đã được đưa đến một bệnh viện gần đó và hiện đã hồi phục. Khi được hỏi liệu cô có sợ hãi khi thực hiện cú nhảy này hay không, thì Merrin cho biết cô hành động mà không nghĩ ngợi gì cả. Tuy nhiên, cả Merrin và Gross đều rất ngạc nhiên khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội. Mật vụ Mỹ đã công bố hàng loạt sai sót trong vụ cựu Tổng thống Trump bị bắn sượt tai. Một cuộc đánh giá nội bộ của mật vụ Mỹ đã phát hiện ra nhiều sai sót về hoạt động và liên lạc của cơ quan này trước vụ ám sát cựu Tổng thống Trump hồi giữa tháng 7. Theo The Hill, ngày 20 tháng 9, Sở Mật vụ Mỹ công bố kết quả điều tra nội bộ về vụ cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt trong cuộc meeting ở thành phố Butler, tiểu bang Pennsylvania vào hồi giữa tháng 7. Lực lượng an ninh bảo vệ cựu Tổng thống Trump sau khi nhiều phát súng vang lên trong sự kiện vận động tranh cử tại Butler, Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Báo cáo chỉ ra có nhiều lỗ hổng trong kế hoạch từ chuỗi chỉ huy và phân chia nhiệm vụ,
không rõ ràng giữa nhân viên mật vụ với lực lượng an ninh địa phương, cũng như không bảo đảm liên lạc thông suốt giữa các đơn vị dùng bộ đàm ở dải tần số khác nhau. Đánh giá nội bộ của cơ quan bảo vệ tinh nhuệ phát hiện ra rằng các đặc vụ đã không sử dụng công nghệ có thể phát hiện ra kẻ tấn công khi hắn điều khiển máy bay không người lái bay qua địa điểm tổ chức cuộc biểu tình nhiều giờ trước đó. Báo cáo cho biết một số nhân viên không tuân thủ quy trình của sở mật vụ. Đội an ninh của cựu Tổng thống Trump cũng không hề biết cảnh sát đang điên cuồng tìm kiếm một người khả nghi cho đến khi có tiếng súng nổ vào đám đông. Những sai sót này khiến cho ông Ronald Rowe, giám đốc tạm quyền của sở mật vụ, kêu gọi thay đổi cách làm việc của cơ quan này khi thực hiện trách nhiệm bảo vệ an ninh. Đây là thất bại của sở mật vụ Mỹ. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về những thất bại trong ngày 13 tháng 7 và rút kinh nghiệm để bảo đảm không phạm sai lầm trong tương lai. Ông Rowe nói một số thành viên đã rất chăm chỉ, nhưng một số người cũng chủ quan dẫn tới vi phạm quy trình. Sở Mật vụ Mỹ cho biết cuộc điều tra hiện sẽ chuyển sang giai đoạn giải trình nhằm xem xét hành vi của từng nhân viên và có thể bao gồm hành động kỷ luật hoặc là sa thải. Cựu giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Trito trước đó phải từ chức vì những sai sót của cơ quan này trong vụ ám sát hụt ở Butler. Những sai sót của Mật vụ Mỹ trong vụ việc hôm 13 tháng 7 khiến hai người bị thương và một người tham dự cuộc meeting thiệt mạng. Cựu Tổng thống Trump cũng bị thương ở tai. Hôm 15 tháng 9, cựu Tổng thống Trump suýt bị nghi phạm Ryan Wesley Routt bắn tại sân golf ở West Palm Beach, tiểu bang Florida. Một nhân viên mật vụ đã phát hiện nghi phạm và nổ súng. Nghi phạm lái chiếc xe hơi bỏ trốn trước khi bị bắt ở hạt Martin gần đó. Baron Trump, từ một cậu bé nhút nhát đến chàng trai vạn người mê. Con trai út của cựu Tổng thống Donald Trump là Baron, được khen là dậy thì thành công khi đang là chàng trai 18 tuổi, hot nhất trường đại học New York. Chào đời vào ngày 20 tháng 3 năm 2006, Baron là con thứ 5 của cựu Tổng thống Trump, nhưng là con đầu tiên và duy nhất của ông với người vợ thứ 3 là cựu mẫu Melania. Trước khi cha trở thành Tổng thống, Baron theo học ở trường tư thục dự bị và ngữ pháp Columbia ở Manhattan với mức học phí đắt đỏ từ $60,000 một năm. Quý tử của nhà Trump có thể nói tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Slovenia, là ngôn ngữ mẹ đẻ của bà Melania. Khi phải rời New York đến Washington DC theo bố mẹ, thì Baron đã tỏ ra rất là lo lắng vì không muốn rời xa ngôi trường quen thuộc và các bạn của mình. Trong khi cha còn đương nhiệm Tổng thống từ năm 2017 đến năm 2021, Baron là người duy nhất trong số 5 con của cựu Tổng thống Trump cư trú tại Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, cậu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ở bên cha trong một vài dịp lễ như lễ Phục sinh tháng 4 năm 2017 và lễ tạ ơn vào tháng 11 năm 2017. Baron rất gắn bó với mẹ là bà Melania. Trong suốt nhiều năm qua, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cũng tự nhận ưu tiên hàng đầu của bà là con trai. Melania dành chủ yếu thời gian cho gia đình, tự nấu những bữa ăn thay vì bạn bè và sự nghiệp. Baron thì khá nhút nhát và dè dặt. Melania là một người mẹ tốt đối với cậu ấy. Melania dành tất cả cho Baron và gia đình. Bà ấy luôn hướng đến gia đình, ngoài một số công việc từ thiện, việc săn sóc gia đình là ưu tiên hàng đầu, một nguồn tin nói với tờ People hồi tháng 3. Baron phát triển chiều cao vượt trội từ sớm, khi mới có 13 tuổi cậu đã cao hơn bố. Ông Trump cao 1m9, ở tuổi 16 thì Baron cao tới 2m. Thấy con trai cao như vậy, ông Trump từng tưởng là con sẽ yêu thích và giỏi chơi môn bóng rổ, nhưng Baron lại thẳng thắn thừa nhận là cậu mê nhất là bóng đá. Con trai út của cựu Tổng thống Mỹ tốt nghiệp trung học Học viện Tư thục Oak Ridge ở Palm Beach hồi tháng 5. Baron thu hút sự chú ý khi lần đầu tham dự chương trình tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump ở Florida hồi tháng 7. Hiện tại thì cậu út nhà Trump theo học tại trường kinh doanh Stern của Đại học New York. Baron hiện diện polo trắng trong ngày đầu nhập học, được khen là có nét giống ông Trump thời trẻ. Kế hoạch đưa con người sống ở dưới đáy biển đặc biệt cỡ nào? Deep là một công ty công nghệ đại dương có trụ sở tại nước Anh, đã mua địa điểm lặn, đóng cửa làm trung tâm nghiên cứu và tiết lộ sứ mệnh biến con người thành thủy sinh. Nền tảng của kế hoạch này là một môi trường sống dưới nước, được gọi là hệ thống Sentinel,
cho phép con người sống và làm việc ở độ sâu 200 mét trong tối đa một tháng. Hệ thống Sentinel bao gồm các mô đun được kết nối với nhau và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ thu thập dữ liệu về hóa học của đại dương đến khai quật các vụ đắm tàu lịch sử. Môi trường sống có thể mở rộng theo nhiều hình dạng khác nhau, sao cho phù hợp cho nhiệm vụ 6 người cũng như trạm nghiên cứu 50 người. Công ty hy vọng môi trường sống này có thể thúc đẩy sự hiện diện lâu dài của con người dưới nước. Giống như là trạm vũ trụ quốc tế ISS, nơi đã cho phép con người sống và làm việc trong không gian kể từ năm 2000. Với tàu chìm ở độ sâu 50 mét, thợ lặn chỉ có thể ở dưới nước trong khoảng 12 phút. Trước khi nổi lên, một môi trường sống dưới nước được đặt trên đáy biển ở gần sát tàu đắm có thể đóng vai trò là căn cứ cho thợ lặn. Tiền thân của hệ thống Sentinel sẽ cho phép 3 người sống ở độ sâu 100 mét trong tối đa một tuần và sẽ được thử nghiệm vào đầu năm 2025. 10 năm chiến đấu với ung thư gan, người đàn ông ở Phú Yên vẫn khỏe mạnh nhờ 4 bí quyết. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, 61 tuổi, tại Phú Yên, cách đây 10 năm thì ông tình cờ phát hiện ra bệnh ung thư gan trên nền viêm gan virus B. Trước đó, ông Sơn đã biết là bản thân bị nhiễm viêm gan virus, nhưng ông không nhận thức đủ về mức độ nguy hiểm của bệnh. Do vậy, ông Sơn nghĩ chỉ cần vận động thể dục thể thao, nâng sức đề kháng cơ thể thì mọi việc sẽ ổn. Chính sai lầm này đã khiến cho ông Sơn phải trả giá đắt. Buổi sáng, một ngày cuối tháng 5 năm 2015, tôi đi thăm người thân ở bệnh viện. Khi về thì tôi ghé qua phòng siêu âm của bác sĩ là người quen và nhờ bác sĩ kiểm tra. Nhìn hình ảnh siêu âm thì bác sĩ đăm chiêu, nói rằng tôi đã mắc ung thư gan. Tôi không tin và cười nói, bác sĩ cứ đùa chứ 20 năm nay em không biết bệnh là gì. Chơi thể thao ầm ầm mà sao lại mắc ung thư được, ông Sơn chia sẻ. Bác sĩ chỉ cho ông Sơn thấy khối u có kích thước 6cm ở gan. Khi đó thì ông Sơn dần dần tái mặt, mất bình tĩnh, hoảng loạn tinh thần. Vợ của ông Sơn khi nghe tin cũng rơi vào trạng thái khủng hoảng. Sau đó thì bác sĩ điện thoại cho đồng nghiệp và hướng dẫn ông Sơn làm thủ tục chuyển tuyến vào bệnh viện Chợ Rẫy để khám chuyên sâu hơn. Về đến nhà thì ông Sơn đã tự lấy lại sự bình tĩnh để động viên mọi người trong gia đình. Tôi suy nghĩ ai rồi cũng phải ra đi, chẳng qua là đi trước hay đi sau, đi sớm hay đi muộn. Tôi dặn các con tôi khi điều xấu xảy ra thì các con phải cố gắng hoàn thành việc học tập, làm điểm tựa vững chắc tinh thần cho bà nội, cho mẹ. Tối đó tôi lên tàu vào thành phố Sài Gòn thực hiện khám chuyên sâu, ông Sơn cho hay. Qua 4 xét nghiệm cận lâm sàng và hội chẩn, bác sĩ ấn định ngày mổ vào trung tuần tháng 6 năm 2015. Trở về lại Phú Yên, sau khi biết rõ bệnh tình của ông Sơn thì nhiều người thân và hàng xóm khuyên ông không nên mổ vì họ cho rằng ung thư nếu đụng vào dao kéo sẽ mất mạng nhanh hơn. Trước những lời khuyên của mọi người, ông Sơn cũng bị dao động, nhưng sau khi liên hệ và được bác sĩ tư vấn, ông Sơn đã quyết tin tưởng vào y học hiện đại và phác đồ điều trị bác sĩ đưa ra. Ca phẫu thuật của ông Sơn diễn ra thuận lợi. 7 ngày sau khi mổ, ông đã được xuất viện kèm theo với giấy hẹn tái khám. Bí quyết chung sống với ung thư gan trong suốt 10 năm. Theo ông Sơn thì trong suốt 10 năm điều trị ung thư cũng có nhiều lần bệnh tái phát, nhưng nhờ phát hiện và can thiệp sớm nên sức khỏe của ông vẫn ổn định. Trong thời gian này, ông Sơn vẫn vừa theo dõi bệnh, vừa đi làm công việc tại cơ quan. Nói về bí quyết để chung sống ổn định với căn bệnh ung thư gan thì ông Sơn đã chia sẻ. Thứ nhất chính là tuân thủ phác đồ điều trị. Ông Sơn hiểu rằng ung thư sẽ luôn có nguy cơ tái phát trở lại do sự phân bào của tế bào ung thư. Chính vì vậy nên người mắc ung thư phải tuân thủ lịch hẹn tái khám định kỳ của bệnh viện. Nhờ việc khám định kỳ nên trong 5 năm đầu sau khi mổ với 3 lần ung thư tái phát, ông Sơn đều được các bác sĩ khoa ung bướu bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện và can thiệp kịp thời. Bên cạnh đó, ông Sơn đều đặn tự đến các cơ sở y tế tư nhân để siêu âm cứ một lần là một lần một tháng, kiểm tra xem gan có vấn đề bất thường nào không. Nếu có thì ông sẽ đến bệnh viện để nhờ các bác sĩ can thiệp. Thứ hai là tinh thần lạc quan. Trong suốt quá trình điều trị, ông Sơn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống. Ông Sơn chia sẻ, yếu tố tinh thần quyết định 50% hiệu quả điều trị bệnh.
Khi tinh thần suy sụp thì mọi sự chuyển hóa sẽ bị hạn chế, hệ bạch cầu bảo vệ cơ thể cũng sẽ bị suy yếu. Thứ ba là quan tâm tới dinh dưỡng. Thời gian đầu sau khi xử lý khối u, ăn uống khó khăn nên ông Sơn đã chia nhỏ bữa ăn từ 5 đến 6 bữa một ngày và bổ sung thêm sữa. Sau khi bệnh tình dần ổn định thì ông Sơn đã ăn uống trở lại như bình thường. Ông Sơn ăn đa dạng thực phẩm để cung cấp đầy đủ dưỡng chất nuôi cơ thể. Hiện nay trong dân gian vẫn có quan điểm ăn chay để bỏ đói tế bào ung thư. Tuy nhiên đó là sai lầm vì việc này có thể khiến cho cơ thể thiếu chất, dẫn đến suy nhược. Lúc này cơ thể sẽ không thể chống chịu được với bệnh tật. Thứ tư là rèn luyện thể thao thường xuyên. Theo ông Sơn thì hàng ngày ông vẫn dành thời gian cho việc tập thể dục thể thao, giúp nâng cao thể chất tinh thần, từ đó sức đề kháng của cơ thể cũng được cải thiện. Ông đã từ bỏ những môn thể thao đối kháng và chọn cho mình những môn phù hợp với tình trạng sức khỏe hơn như đạp xe, đi bộ và bơi lội. Ngoài ra ông Sơn cũng rất quan tâm tới việc nghỉ ngơi, tránh thức khuya. Ông Sơn luôn đi ngủ trước 22 giờ để gan thực hiện được đào thải độc tố và tái tạo tế bào gan mới. Ông cũng tránh sử dụng bia, rượu, thuốc lá, thức ăn sẵn có nhiều chất bảo quản và thức ăn lên men. Qua câu chuyện của bản thân thì ông Sơn muốn nhắn nhủ với những người đang bị nhiễm virus viêm gan rằng nếu mắc bệnh thì cần phải quan tâm đi thăm khám định kỳ để có giải pháp điều trị kịp thời. Việc điều trị đúng cách tình trạng viêm gan virus có thể hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển thành ung thư gan. Với những bệnh nhân đã mắc ung thư, mọi người hãy tin tưởng vào y học hiện đại. Ung thư không phải là án tử, mọi người nên xem nó giống như là các căn bệnh khác. Gần 10 năm qua, dù mắc ung thư, nhưng tôi vẫn sống khỏe mạnh, đi làm công việc mình yêu thích, ông Sơn nói. Nhà tranh đấu Trần Huỳnh Duy Thức đã được trả tự do trước khi Tô Lâm thăm Hoa Kỳ. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 21 tháng 9, gia đình của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón ông sau khi nhận được thông báo từ chính quyền về việc ông sẽ được trả tự do trước thời hạn. Trần Huỳnh Duy Tân là em trai của ông Thức cho biết với Đài Voa rằng gia đình đã nhận được tin từ công an địa phương vào chiều ngày 20 tháng 9, báo trước việc chuẩn bị đón ông Thức. Tại thời điểm đó, gia đình đang chờ ở khu vực ga đến của sân bay. Thông báo trả tự do cho ông Thức được đưa ra ngay trước khi ông Tô Lâm lên đường sang Hoa Kỳ để tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai và phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Thời điểm này gây nhiều sự chú ý vì ông Trần Huỳnh Duy Thức là một nhà hoạt động nổi tiếng đã bị bắt vào tháng 5 năm 2009 và bị kết án 16 năm tù cùng với 5 năm quản chế với cáo buộc là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo bản án thì ông dự kiến phải thụ án đến tháng 5 năm 2025 nếu không được trả tự do sớm. Gia đình ông Thức rất vui mừng trước thông tin này. Ông Thân cho biết đây là một tin vui lớn, dù chỉ được ra sớm một ngày hay một giờ, gia đình cũng vô cùng hạnh phúc. Anh Thức lẽ ra đã phải được thả sớm hơn rồi. Ngày 20 tháng 9, trang Facebook của gia đình ông Thức cũng cập nhật rằng ông đang trên đường từ trại giam Nghệ An về Sài Gòn và bày tỏ lòng biết ơn cộng đồng đã ủng hộ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách đầy tự hào và không hối tiếc. Trong nhiều năm qua, các tổ chức nhân quyền và chính phủ các nước phương Tây liên tục kêu gọi Việt Nam thả tự do cho ông Thức và các nhà hoạt động nhân quyền khác, cho rằng họ chỉ hoạt động ôn hòa vì tự do và dân chủ, đặc biệt là Ủy ban Tom Lantos của Hạ viện Hoa Kỳ đã nhiều lần vận động mạnh mẽ cho việc thả ông Thức thông qua dự án bảo vệ tự do, một chương trình nhằm bảo vệ các tù nhân lương tâm trên thế giới, kêu gọi các thành viên Quốc hội Mỹ lên tiếng và yêu cầu trách nhiệm giải trình về các vi phạm nhân quyền. Từ năm 2019, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Joe Lofgren là thành viên của Ủy ban Tom Lantos đã bảo trợ cho ông Trần Huỳnh Duy Thức liên tục kêu gọi Việt Nam phóng thích ông trong vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các đồng phạm như Lê Thăng Long, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung đã được thả từ lâu, trong đó ông Nguyễn Tiến Trung hiện đang xin tị nạn chính trị tại Đức. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị thích video này thì mong quý vị nhấn nút like để YouTube đề xuất video này cho nhiều người xem hơn. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp.